trên này. Đường vào cổ mộ. Đây là các cụ, các con, các cháu, chị hai vào trường lễ cụ tổ. Mời cụ ngày mai lên trường, về trường Thanh Minh. Cô Yến ơi vào đi, cô Yến ơi, cô Yến, cô Phú nó vào đi, nhà nó vào đi, tất cả vào hết đi. Vừa ấy xong. Vào đi mọi cụ. Nó đầy đủ. Vâng. Cô Yến đứng ra đây. Đây là những hình ảnh nó lưu trữ lâu lắm. Những hình ảnh là lưu trữ lâu. Hôm nay ngân tiết mới ngày lành cho con mà tiết lễ tâm thành dâng lên còn dâng lên bái nguyện tổ sâm sâm củ dại chắc là bán đi giờ lên chỗ đường 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 đá đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong bây giờ bắt đầu chúng tôi lại lên đồng trên khu đồng này ngày xưa. Hai đoàn đi hai của chúng tôi lại bắt đầu tiếp tục lên đường. Cuộc hành trình của chị hai chúng tôi đang đi lên đồng trên nhá. Thôi vâng, các cụ ở trên đồng. Tháp mộ cụ ở trong phía trước đây. Đây, trên này có mấy ngôi nhồng hướng rồi đấy. Ông ta cắm luôn đi. Đây là củ cổn, cổn trưởng sư ba, trưởng sư ba, và đây không là củ đào, ở đây là thắm hết củ cát và trưởng sư bốn. Có không ở tai lòng ta, không mà cũng có, đây là phép.
với càn ai hay khó tìm. Chuối là có hai ngôi đấy. Được. Nhà ông hướng đó. Nhà ông hướng là ngôi này đúng không? Không thì cả thế. Bốn nhà ông Bình. Nhà ông Bình nhà ông Rộng. Và ở đằng kia có một cái ngôi nhà. Ông hướng ở chỗ này nhưng chỗ nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Xây lại. Xây lại. Đấy, ở chỗ đó là về về là nhà ông Bình. Về đúng ngôi này rồi. Trước đó nó nhỏ mình đi. Trời nó bằng cái kia. Ờ nó nhỏ nhỏ bằng cái kia cơ. Ừ, ngày xưa nhỏ nhỏ thì tôi nhớ. Bây giờ chắc cái đợt kia. Trước đây chỉ có một cái ông này thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tao nhuôn đợt đấy xây như thế này rồi. Xong sau lại bê tôi đây này. Mới vừa về đằng cụ đây. Đây đây là mới ra sau này này. Lại to hết. Lại to hôn. Thế còn kia là cụ... Đây này. Phái đoàn của chúng tôi là bây giờ đã xong trên đồng trên nhá. Bây giờ bắt đầu là về ổ gà. Về ổ gà, bây giờ chúng tôi về ổ gà. Vâng, chào cô.
Đây vào đây đi vào được, đi xe được, đi xe được, đi xe được nhà ơi. Đi xe vào. Bẻ cây rác đứng trong hương vợ. Ông Bạch đốt hương đi, ngoài cho nhanh. Chắc về đây đâu. Bà chết rồi. Cái sớm tội dân hạ cầm chú đức mơ tăng. Cầu hương cắm luôn, cầu hương cắm luôn từ nhà đây. Nguồn sáng rọi lòng ta. Con tòng sữa mẹ không cha ai từng. Gặp phép người nhờ tay người lái lần. Tất nghi lỗi từ xưa hồn. Ai mà ăn được? Ai mà ăn được? Đang tác nghiệp. Đang tác nghiệp mình. Đây là lưu giữ hồn quê đấy. Nhớ bánh tổ cao dày. Lưu giữ hồn quê đứng cho tay. Thân cụ mời cụ ngồi. Nhớ ăn có tổ. Đấy rồi cây có bánh. Cảnh đấy là nước cầu đấy. Phải chịu thôi. Cái này thì cho nhắn cắm luôn, cái này cái ngôi quay mà đằng kia kìa. Cắm cành mà rồi cũng như vậy. Bây giờ cũng bỏ cả. Cái ngôi kia, 4207 đấy, ngôi kia, ngôi quay kia, ngôi sau kia. Nhìn thấy có đúng không? Được, cái gì vậy? Đấy ngồi thì phải. Đấy. Chỗ này nhà mình mà. Cũng mà họ vũ hết đấy mà. Vũ thì cải á. Tây trúc quả xe.
cái nhiều đấy, từ từ đã. Rồi ok rồi. Thăm con cháu thăm làng xóm khu thăm phố phường, dòng ngõ gần xa con em trốn ở trong nhà. Khi thời phù hộ thì đã mây khu ổ gà. Nơi thiên đường của những người quá cố. Người hiền hiền, thiết thư nhang thắng huyền mà tại ta có. Sao mà khu ổ gà đây là một trong những khu nghĩa trang nhân dân xã Bình Phương. Một trong những khu to nhất, khu ổ gà này. Toàn bộ khu ổ gà. Phái đoàn của chúng tôi đã đi Thanh Minh, khu ổ gà đã xong. Có đi được không? Đi bộ vào. Phái đoàn của chúng tôi đi Thanh Minh ở khu ổ gà xong nhé. Bây giờ bắt đầu là về Đông Phu. Rất nhiều các đồng họ hôm nay đi Thanh Minh ngày hôm nay. Chào cô nhá. Chúng tôi đã đi rời xong trên ổ gà, bây giờ về Đông Phu đi gặp rất nhiều các đồng họ đi Thanh Minh. Trên đồng cũng đang có những sự đổi mới nhé, đang trộn bê tông đổ đường bê tông đẹp trên cánh đồng nhé. Trường bơi đâu, gốc là thiên đồ.
con cháu cắn nào. Thank you.
Đây là khu vực ba cây xoài nhá. Khu này là khu ba cây xoài, có một ngôi vô tự. Ui, mọi người không. Nhà ơi, cắm đây đi. Cậy cắm đi, mình là trưởng. Kìa bé mấy cái cành vất xuống luôn. Cầm rớt được không? Rớt được thì cầm rớt luôn, vất ra ngoài luôn. Cách dương tố thiên mà giọt nước mưa mưa sương lạnh sao muốn đợi mưa rừng mà giá cao cường phật tử đạo mà dâng lên ngày hôm nay chơi tay chúc quà luôn. Trời tây chúc chúng tòa sen xin mà chắc những tháng cứ bỏ cái về năm mươi ngon cháu thắng làng xóm khu tắm phố phường dòng ngõ gần xa có người ăn trốn ở trong hữu tình nhất đây này, thực sự là ngôi này rất là sơn thủy hữu tình. Có hùng ở tại lòng ta, công cụ bên kia này. Không mà cũng có đây là phép thân, chưa giáp dục nghề bao lần tù tan nước bể trong. Cắm đi kia đấy chứ còn được, nó xanh cỏ tí không sao đâu em. Xanh cỏ không là vấn đề, mộ nó phải xanh cỏ nó mới đẹp. Mỗi lúc ta
đừng cắm hết, đừng cắm hết, bơi lại ra kia cắm, vẫn còn mấy ngôi nữa cơ. Là ngôi kia, ngôi mới sửa kia. Bởi ông đó kìa kìa. Đi lại, đi lại, đi lại. Mấy cây sống đấy nhỉ, mấy cây dừa nước cái sống đấy nhỉ. Cây có gốc mới nở anh xanh ngọn nước mà có mùa. Đúng rồi, cho anh ngon nhớ. Sống là rất nhiều. Người ta xin như trường bầu. Vâng. Trông nó mà hướng mày, thấy rụng nhá.
tiếng đường dài. Còn ai buồn rơi cho cành nở? Sáng giỏi sơn hạ cầm thu đức mưa sáng vùng phố chùa bao la nhớ kia. Sáng giỏi lòng ta. Cắm 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 từ cũ trước. Phái đoàn của chúng tôi thắp hương ở cánh Đông Phu đã xong nhé. Bây giờ sang bên Ma Cả. Đằng là bí dần, đằng là bí thân.
bính thân bính cảnh đó. Chục năm rồi. Này. Một giáp không. một giáp. Mất cái làm bính thân. Ông thì mất. Nơi ăn chốn ở trong nhà. Suy thời mà phù hồi tình đà mừng. Biết người hiền hiền, biết thư nhang thấm huyền mà tại ta có công nghiệp nhớ tại lòng ta xin chân tổ khai lâm hồ chí.